Làm thế nào để tăng trưởng doanh thu cho một phòng game và cyber game? Trong video này, Grayswatch xin chia sẻ đến quý anh chị những bí quyết vàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút người chơi và tối ưu hóa chi phí để tăng trưởng doanh thu một cách nhanh chóng nhất cho phòng game và cyber game. Bí quyết đầu tiên giúp tăng số lượng khách hàng mới. Anh chị hãy xây dựng thật nhiều chương trình khuyến mãi và các ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng mới. Sau đó quảng bá các chương trình khuyến mãi này kèm theo hình ảnh phòng game và cyber game của anh chị qua các nền tảng mạng xã hội trực tuyến như Facebook, TikTok, YouTube, hoặc có thể quảng cáo qua các hoạt động offline như là phát tờ rơi để tiếp cận được thêm nhiều khách hàng. Bí quyết thứ hai là chú trọng vào dịch vụ khách hàng. Đây là một trong những yếu tố cốt lõi để có thể xây dựng và duy trì sự thành công của một phòng game và cyber game. Để đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt, anh chị cần quan tâm các phương châm và chiến lược sau đây. Thứ nhất, lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Hãy liên tục tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của khách hàng để thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của họ. Anh chị có thể tạo ra các kênh phản hồi hoặc thăm dò ý kiến để thu thập thông tin từ khách hàng, qua đó cải thiện theo chiều hướng đáp ứng tốt hơn. Thứ hai là thân thiện và nhiệt tình. Nhân viên phòng game luôn phải có thái độ niềm nở, thân thiện, nhiệt tình khi đón tiếp khách hàng. Sự chân thành trong giao tiếp sẽ giúp tạo ra không gian thoải mái, thân thuộc cho khách hàng. Thứ ba là hỗ trợ và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Khi khách hàng gặp bất cứ vấn đề nào hay có nhu cầu cần hỗ trợ, hãy đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên phòng game cyber game của anh chị có thể nhanh chóng và luôn sẵn lòng giải quyết vấn đề của họ. Thứ tư là đào tạo nhân viên chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên cần phải có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, cùng kiến thức chuyên môn vững vàng để cung cấp được một dịch vụ chất lượng cao. Bí quyết thứ ba là tăng giá trị giao dịch cho khách hàng. Cung cấp các gói dịch vụ, combo, chương trình thành viên để khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng. Bí quyết thứ tư, mở rộng dịch vụ. Xem xét mở rộng dịch vụ phòng game bao gồm cung cấp đồ ăn nhẹ, nước uống, thẻ game hay tổ chức các sự kiện giải đấu. Điều này sẽ giúp khách hàng được đáp ứng nhiều nhu cầu hơn và thoải mái hơn trong quá trình chơi game. Bí quyết thứ năm, tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Hãy tìm cách tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình kinh doanh để tăng hiệu quả và lợi nhuận. Bí quyết thứ sáu, nâng cấp linh kiện công nghệ mới. Thường xuyên cập nhật các tựa game và thiết bị mới để thu hút khách hàng yêu thích sự trải nghiệm mới mẻ và độc đáo. Bí quyết thứ 7, tạo ra sự khác biệt. Tổ chức các sự kiện đặc biệt như giải đấu, hội thảo hay các chương trình khuyến mãi để giúp thu hút thêm khách hàng mới và tăng tính tò mò của cộng đồng. 8. Xây dựng mối quan hệ giữa cộng đồng người chơi game. Xây dựng một cộng đồng người chơi game dành riêng cho phòng game và cyber game của anh chị bằng cách thường xuyên tạo ra các giải đấu, các chương trình hoạt động kết nối người chơi. Tóm lại, để tăng doanh thu cho một phòng game và cyber game thì anh chị cần tập trung vào thu hút khách hàng mới, tạo ra giá trị cao cho khách hàng hiện tại và thường xuyên cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, nâng cấp dịch vụ và tích hợp công nghệ mới để phòng game, cyber game luôn hấp dẫn và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Cuối cùng, video đến đây là kết thúc. Nếu anh chị thấy video này hay, hãy like và đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Xin cảm ơn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại!